Ngư dân choáng khi phát hiện sinh vật kỳ dị không mắt, hàm răng sắc nhọn bí ẩn dưới sông. Một số người bình luận rằng trong sinh vật bí ẩn này giống như đứa bé ngoài hành tinh hay là nhân vật kỳ dị trong phim bộ phim viễn tưởng Fredes. Trong chuyến đi câu hồi tháng 2 vừa qua, ngư dân Andrew Rush đã bất ngờ khi câu được một con cá có hình dạng kỳ dị. Con cá không có mắt và hàm răng nó sắc như dao cạo, không giống bất cứ sinh vật nào mà anh từng thấy trước đây. Nó có vẻ giống như sinh vật thời tiền sử, nó giống thứ gì đó bạn thấy trong các bộ phim, Rush nói. Trước khi thả nó trở lại sông Mary gần công viên quốc gia Kakadu ở lãnh thổ phía Bắc thuộc Australia, Rush và T đã kịp chụp lại sinh vật này. Họ đã chia sẻ hai bức ảnh cận cảnh con cá kỳ lạ trên trang Facebook chính thức của Orbex Rush Here, một dịch vụ cho thuê thuyền. Một số người bình luận rằng con cá trông giống như đứa bé ngoài hành tinh hay là nhân vật kỳ dị trong phim bộ phim viễn tưởng Fredes. Michael Hammer, một chuyên gia về cá từ bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật của lãnh thổ phía Bắc, cũng cho biết rằng con cá trong bức ảnh cũng trông giống như là Pterodes cirrhetus, một loại cá bóng. Cá bóng dùng có vệt màu vàng hồng dọc theo cơ thể, nhưng nó dường như là không có vảy. Tuy nhiên, gắn liền với cơ thể đẹp đẽ và uyển chuyển này là một cái đầu giống như hộp sọ nhăn nheo. Nó trông giống như một hộp sọ không da. Con vật này có một hàm răng nhọn ở bên ngoài miệng, một đôi mắt nhỏ xíu và bộ râu ngắn cứng đầu. Cái nhìn như sinh vật từ ngoài hành tinh của nó rất đáng được nhắc đến ở đây. Ông Hammer cho biết, việc phát hiện thấy loài sinh vật này ở sông là điều hiếm, bởi cá bóng là loài cá sống trong bùn. Chúng không có mắt và sống một cuộc sống dưới bùn và rất hiếm khi được mọi người nhìn thấy. Ông nói, ông cảnh báo rằng chúng có những cái răng giống như thủy tinh nên hãy cẩn thận. Theo ông Hammer, những con cá bóng dung này có thể dài tới 50cm. Bên trong ngôi nhà mỏng như lá lúa, hot nhất mạng xã hội, tiện nghi hơn mức tưởng tượng. Sau khi được xem hình ảnh mặt trước của ngôi nhà, hầu hết mọi người đều có chung sự tò mò là bên trong được thiết kế như thế nào nhỉ? Có những chuyện tưởng rất khó nhưng hóa ra lại dễ vô cùng. Làm sao để sống trong căn nhà 1m này ư? Cứ vào bên trong là biết ngay nhé. Mới đây, hình ảnh của một ngôi nhà siêu mỏng được đăng tải lên mạng xã hội đã gây chú ý mạnh mẽ trong cộng đồng mạng. Ai nấy đều không khỏi tròn mắt giật mình khi nghĩ đến việc làm thế nào để ở trong căn nhà 1m bề ngang này. Không chỉ hẹp về bề ngang mà chiều cao của ngôi nhà cũng làm nhiều người hoang mang. Bởi nó nghiêng rõ sang một bên, người ta hài hước đùa rằng đây là tháp nghiêng Pisa dạng mô phỏng bình dân. Sau khi được xem hình ảnh mặt trước của ngôi nhà, hầu hết mọi người đều có chung sự tò mò là bên trong được thiết kế như thế nào. Ai nấy đều bày tỏ sự quan ngại về diện tích quá hẹp này, làm sao có thể ở được khi chỉ bước một bước chân là đi hết bề ngang ngôi nhà. Thế nhưng nhiều người không khỏi ngạc nhiên vì bên trong ngôi nhà không quá bí bách như chúng ta tưởng tượng. Mặc dù nhỏ hẹp nhưng thiết kế của ngôi nhà được cho là ổn so với diện tích khiêm tốn này. Theo chủ nhân của bài viết, ngôi nhà có một trệt một lầu, diện tích ngang 1,3m x 10m. Người này còn nhấn mạnh thêm chi tiết chủ của ngôi nhà là cô gái khá xinh đẹp. Ngay khi được đăng tải trên mạng xã hội, bài viết này đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Theo đó, nhiều người cho rằng căn nhà mỏng như lưỡi dao này cũng thú vị đấy, gọn gàng, đỡ phải sắm nhiều đồ đạc. Tuy nhiên, không ít ý kiến lo ngại về độ siêu vẹo của ngôi nhà và chắc chắn những người mắc hội chứng sợ không gian hẹp sẽ chẳng dám vào ngôi nhà này đâu nhỉ.